101 câu chuyện. Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay chúng ta sẽ có một bộ sticker với lại công chúa tóc dài và cài tóc rất đẹp. Đây, ở phía sau nó sẽ giống như thế này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cô công chúa nha. Vui ra coi, đếm thử coi đủ không. Chúng ta sẽ cùng đếm nha. 1, ủa lộn. Cái này là, wow, đồ thể thao, đồ đi chơi đồ nè. Trời ơi, wow, vậy là đây là công chúa thể thao hả chơi? Cái kiểu như là chơi mấy cái đánh bóng chày nè, rồi tennis nè. Wow, rất là thể thao. Rồi cái này là chơi gì vậy? Chơi gì mà có con thỏ luôn, lần đầu tiên mà chơi thể thao mà có con thỏ. À, như vậy là cô y tá hả? Công chúa này là y tá để cứu những người bị thương á. Đây, trời ơi, có cái kim kéo mà ghê không trời. Tôi lần đầu tiên mà tôi thấy y tá mà để kéo nè, để kim nè, trời ơi, để tùm lum hết luôn. Rồi đây nữa nè nha. Quá đẹp luôn. Ý, có hũ thuốc nữa nè, băng cá nhân. À, cái kéo. Trời. Cái này biết gì không mấy bạn? Bịch truyền máu này nha, kiểu như mà ai mà bị thiếu máu, truyền vô. Rồi đây, những cái ống thuốc tiêm vô nè. Ôi, cái này để đội lên nè. Wow, ôi trời đất ơi, bên đây nữa. Có cái đồ tai nghe nè, cái nghe nè. Cái này là để ghi bệnh đâu nè. Wow, cái băng keo này đẹp hơn cái băng keo hồi nãy nè. Băng cá nhân dán lên người á, các bạn có thích không? Những viên thuốc siêu dễ thương. Và những cái ống nè. Trời ơi, cái này là gì trời? Là để đâm trái tim hay gì trời? Rồi, đây, y tá mặc đồ gì mà dễ thương dữ vậy trời. Cái thùng thuốc nha. Tiếp theo, ôi sao mà nhiều loại đồ quá vậy các bạn. Công chúa này là đồ sườn sáng của Trung Quốc nè. Đó, và những cái cài tóc. Đây, trời, có làm tiên thích thuật đồ đây nữa trời. Rất là nhiều bông tai nha. Chúng ta sẽ tiếp theo với những bộ đồ này. Wow, tới là công chúa châu Âu nè. Công chúa trong thế giới Walt Disney nè. Thế giới Disney nè, có những cái vương miện rồi nè các bạn. Rồi, công chúa Hàn Quốc đồ luôn. Trời ơi, cái bộ này sao mà nhiều đồ đẹp dữ vậy. Rồi, haha, đây là nàng công chúa của chúng ta nha. Tóc là siêu lấp lánh với những quả stem mít. Rồi, chúng ta sẽ để ý phông nền để mặc đồ nha. Rồi, đây, rồi, cũng là những quả bóng nè, những chày đồ đó. Rồi, đây thì có nước suối, chắc là vận động viên luôn mới cần nước suối uống nha các bạn, cột tóc lên ha. Wow, còn đây thì là phông nền, rất là đẹp luôn. Ủa, cái mặt này hơi giống cái mặt, xếp phân để chị coi đây nha. Giống cái mặt này đúng không? Nè, cái mặt này các bạn nhìn kỹ này nha, cái tóc này. Rồi, chị lật lên. Trời ơi, giống y luôn. Rồi, một nàng công chúa mà học rất nhiều nghề. Tiếp theo là cũng là cô ta nè đó. Chẳng lẽ đây là bệnh viện hả các bạn? Đây nè, những cái hũ thuốc nè, có dấu cộng nè. Đó, chữ thập đó. Trời ơi, ôi, cái bình nước biển nè, cái bình nước để mà truyền thuốc rồi nè. Ui, sao cái bệnh viện này sao mà đẹp vậy? Đây, trời ơi, bệnh viện gì mà lấp la, lấp lánh là tủ thuốc hình trái tim nè. Chết rồi, đẹp quá. Ôi, trời ơi, cô y tá nè. Cô y tá tóc đẹp nha. Rồi cô y tá này tóc cũng đẹp luôn. Wow, cô y tá này tóc cũng đẹp. Hơi bị nhiều y tá đó. Rồi tới đây thì là múa hả? Thấy có cái hình múa nè. Rồi, hiểu luôn ha. Tới đây là phần của công chúa rồi nè. Đó, lấp la lấp lánh rồi. Rồi, ôi trời, thủy thủ mặt trăng hay gì mà có mặt trăng ở đây. Wow, con gái tóc xanh. Rồi, hết rồi. Rất là đẹp luôn. Cái bộ này chị thấy là ok nha. Đó, công chúa học nhiều nghề. Đó, chúng ta sẽ thay đồ cho công chúa. Ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ mặc đồ thôi. Cô này mặc đồ lấp lánh quá à. Vận động viên hả? Chị cho mặc bộ đồ này đi. Chắc là cổ đi cổ vũ đó. Đây. Hy vọng rằng là không bị trật nha. Wow, chính xác luôn. Tiếp theo nha, cái giày nè, rất là xinh nha mọi người. Ok. Rồi, bộ đồ nữa nè. Cũng siêu đẹp luôn. Wow, rất là xinh. Và cô này chắc là cô nàng kẹo ngọt. Chị sẽ cho trên tóc của cô ta là hai cái cây kẹo nha. Đó. Ok. Nhưng mà hai cục kẹo xấu quá à. Chị tháo ra. Và chị nghĩ rằng cái gì ta, một cái nơ này thôi là được rồi. Đó nha. Sau đó chị sẽ cho thêm bạn này là một cái túi xách. Đây, cầm một cái túi xách. Và ở bên đây thì cầm thêm gì nữa không ta? Đây có một cái ly nước nè các bạn. Đó. Ok, cô ta cầm bằng một ngón tay. Đây, cầm nước bằng một ngón tay. Rồi cầm túi xách rồi nè, quá đẹp. Rồi, cô này có những cái vợt ha. Thì chị cũng sẽ cho cô ta là kiểu như là đánh vợt nha. Đầu tiên mình sẽ cho mang cái đôi giày này nha các bạn. Đây ạ. Đây. Mang giày vô. Cái váy ngắn ngắn nha. Bên đây là cầm trái banh nè. Bên đây là cầm cây vợt nè, rất hợp. Sau đó thì chị sẽ cho là mang một cái nón nha. Đây. Đây các bạn nhìn xem, quá đáng yêu. Tiếp theo là cô này nha.
đây sẽ có một cái bộ đồ này, đó, nơ trái tim đồ ha. Những bộ đồ được thiết kế rất là đẹp luôn. Phải chi mà nhà trường á mà cho mình đi học thể thức thể dục á các bạn mà mặc những bộ đồ này ha. Đó, rất là xinh đúng không? Cái này là đánh chày luôn nè các bạn. Cái đồ để đỡ đó. Đây. Cô này chắc là mạnh lắm nè, cho nên là đỡ nha. Ở đây ha, chị sẽ cho cái cô này là cái nón mà có cái hai cái tay gấu lên. Ok. Quá sức là dễ thương luôn ha. Và bây giờ là tới đồ của y tá rồi. Mình sẽ cho cô này là cô chuẩn bị chích đi. Nè cái chân này đúng rồi nè, cái chân nó chéo qua nè các bạn. Hồi ơi hên quá nha. Cỡ mà không phải hình này là tiêu rồi. Ôi ơi hên quá hên quá. Phát hiện ra. Chứ không thôi là ây à, trời ơi. Bộ đồ này rất là ấn tượng luôn các bạn. Thiệt sự luôn á nè. Trời y tá gì mà treo quá trời kim tim rồi trên người nha. Rồi bây giờ cái quan trọng là dán một cái một mà nó không có bị hư nè. Trời ơi, trời ơi, xin lỗi, xin lỗi. Để chị dán lại. Thật là hậu đậu quá đi. Và để chích cho các bạn nhỏ không có sợ đó, thì sẽ làm cô y tá dễ thương với một cái cài thỏ như thế này nha. Đây, cái cài thỏ, các bạn đừng sợ cô y tá nha. Cô y tá rất là dễ thương. Đây, chỗ này chị dán cũng khá là khít ha. Đó, tiếp theo thì ở đây chị sẽ trang trí thêm nha. Xung quanh cô này có rất là nhiều cái bịch máu. Đó, cần cho những người mà truyền máu rồi nè. Đây ha, thuốc nha. Đó, cô để thêm ở trên váy của cô mấy viên thuốc nè. Đó, ai cần thì cô sẽ cho nha. Cô sẽ phát thuốc cho nó hết bệnh nữa chứ lộn. Băng keo nè. Còn cô này là ở trong một cái quầy thuốc các bạn. Cô này là phát thuốc nha. Đây, cô này phát thuốc. Cho nên cô ta sẽ mặc cái áo này, cái váy, cái phố quần này nè. Đó, trời ơi, cái chân cũng dán băng keo. Người ta thiết kế hay quá à. Rồi đây, cô ta đang ghi coi là đọc những cái hóa đơn, đọc những cái phiếu mà bác sĩ đưa đó. Bác sĩ kê coi là sẽ lấy thuốc gì thì cô ta sẽ đi lấy thuốc để phát cho các bạn nha. Đó, công việc này á là cũng rất là quan trọng. Nếu như mà lấy lộn thuốc á hả là tiêu luôn. Ôi ôi cái đi thuốc này không lấy được. Đây nha. Giả bộ như chị để đây là trên tay của cô ta là đó có thuốc rồi luôn rồi nha. Và đây là cái cài tóc của cô ta. Đó, rất là dễ thương. Đây nè, có thuốc nó rớt xuống đất luôn á. Trời ơi, cô này không có để ý nha. Đây, có mấy cái túi đồ đẹp quá à, mà đang làm việc mà. Đúng rồi, mình đang làm việc cho nên mình không có cầm túi đâu. Mà trên áo của mình sẽ có những cái túi để đựng thuốc và kim đồ nè. Wow, tiếp theo là cô tóc tím, phục nơ rất là xinh. Khuôn mặt tươi tắn thì chị nghĩ là phù hợp với lại bộ đồ này. Kiểu như là người hướng dẫn ở trong bệnh viện đó các bạn. Có hai cái tay để khép nét nha. Để hướng dẫn các bạn đến đâu là lấy thuốc, đến phòng nào khám bệnh rồi đó. Nhiều khi mình mới tới bệnh viện mình không có biết nha. Cho nên là sẽ có cái nhân viên hướng dẫn nè. Cô này thì cũng biết nghe kiểu như là huyết áp rồi đó các bạn. Đó, mình sẽ cho cô ta cầm thêm cái này nữa nha. Để có cần hỗ trợ thì sẽ hỗ trợ. Và là nhân viên hướng dẫn cho nên cô ta cũng cần phải có cái sự dễ thương. Và đây là cái đồ đội tóc của cô ta nè. Thấy dễ thương không? Đó, để cho nhìn là thân thiện liền nha. Xin chào các bạn cần mình hướng dẫn gì thì cứ hỏi mình nha. Chỗ nào trong bệnh viện mình cũng biết hết, mình sẽ chỉ các bạn. Wow, và đây là bác sĩ rồi. Đó, đây là bác sĩ nha, bác sĩ mặc đồ đơn giản chưa. Trời ơi, đồ gì mà màu đen vậy trời. Quần là dây dây dây, ấy lộn cái lộn với cái quần. Xin lỗi không phải cái quần mà là cái giày nha. Đây. Đây đây đây. Đó, rất là dễ thương. Và bác sĩ thì có một cái đội đầu gọn như thế này. Lúc nào bác sĩ cũng sẽ có một cái thùng đồ nghề ở phía dưới nha. Ngoài ra thì bác sĩ cũng phải có cái bảng này đúng không, để mà theo dõi bệnh nhân. Rồi có thuốc nữa nè. Đó, có băng cá nhân. Wow, rất là nhiều luôn. Đây, cái băng cá nhân này nó quá xinh luôn. Sau đó thì sẽ có mấy cái đồ này nè các bạn. Đó, để mà kiểu như là pha thuốc á. Và để cho bác sĩ dễ thương hơn thì chị sẽ cho bác sĩ ở đây đó là một cái nơ nữa nha. Đây, thấy bác sĩ không? Nhìn rất là đáng yêu đúng không nè. Wow. Tiếp theo là tới những nàng công chúa nha. Bây giờ thì chị sẽ cho mặc bộ đồ này đi nha. Đó, cô gái Trung Hoa. Đây các bạn. Đây đôi giày vô. Công chúa Trung Hoa này. Trời ơi, cũng là đeo cái khăn. Đó. Mấy công chúa hồi xưa chỉ yên môn đeo khăn luôn. Rất là đẹp ha. Trời ơi, có cái sâu chuỗi nè, xịn chưa. Đây.
Ủa mà công chúa mặc đồ tiên gì, mặc đồ của công chúa Trung Hoa mà chị thấy cái cài này giống như là của tiên bướm vậy nè, với những nước nhạc nè. Trời ơi, đeo cái này vô như nó hơi bị ô về đúng không các bạn, mà hơi lỡ rồi nha. Rồi tiếp theo, tên 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 đây mới chứng hiện là tiên bướm này nha. Chị sẽ mang giày vô, vớ rất là cao ha, lấp la lấp lánh rồi nè. Ôi giời ơi, không biết là nó có nóng không ta, nếu như mà các bạn nghĩ coi đó. Wow, đây đây đây, quá xinh. Hay là ảo thuật gia, trời ơi cái đầm này đẹp chưa, cầm cái nón này nữa chắc là ảo thuật gia rồi. Wow, và có đôi bông nè, nãy chị quên mang cho công chúa của chúng ta ha. Đây là đôi bông nha, tàn tàn, thấy không, rất là xinh luôn nha. Wow, và đây là cô tóc tím này nha, trời ơi. Ê, cái bộ nào đây, cho cô này mặc cái đầm đơn giản. Ê, cái đầm nó xòe thì mình cho cái đôi giày nó đơn giản thôi nha, như thế này nè. Đó, rồi đây nữa. Ok, quá xinh luôn. Đây, công chúa Disney thì phải mang cái phương diện này chứ. Trời ơi, còn có cái sâu chuỗi nè, cái vòng cổ, quá đẹp. Ai siêu giàu có, à thiếu đôi bông. Trời ơi, cái đôi bông nó đẹp như vậy mà chị quên mất. Đây nha, cho cái đôi bông tím tím này luôn đi. Đây, quá xinh. Đó, đẹp chưa, siêu đẹp luôn nha, cái váy nè, rất là đẹp. Rồi, tiếp theo là nàng công chúa này nha, công chúa ngây thơ. Đây ha, công chúa ngây thơ nha, như thế này, quá xinh đẹp luôn. Và công chúa sẽ cài cái này nè, trời nó có cái cọng lông gà nữa các bạn ơi. Ôi ôi, hết sảy. Nếu như công chúa dân tộc quá vậy ta, công chúa đang múa. Đây các bạn xem nha, công chúa đang múa nè, rất là đẹp. Và như vậy là xong rồi, chúng ta sẽ cùng ngắm lại. Tôi là các bạn sẽ thích công chúa hay là cô gái phép thuật, công chúa Trung Hoa ô về, hay là bác sĩ, rồi là cô mà kiểu như là hướng dẫn, rồi là cô mà phát thuốc, cô nè chích đó, y tá. Rồi chà, còn một bảng nữa chứ, mặc đồ. Ôi ơi, ở đây còn mấy cái cài tóc đồ không à. Ôi mấy cái túi xách rồi nè, quá trời. À thì ra chị xin lỗi nha, chị xin lỗi. Đây mặc đồ vô đó, cây này là cái bóng chày nè các bạn. Trời ơi, vận động viên bóng chày mà tôi đã bỏ quên. Và sẽ cho cô ta là đội cái nón này lên. Ok, đây các bạn thấy sao, rất là xinh nha. Rồi, cái gì mà đánh cũng dạng bóng chày nè, mà cái người chụp á. Còn này thì là cái bạn đánh tennis nha. Còn đây là một cái bạn cũng y tá hay gì á. Đó, nói chung là rất là đẹp ha. Chúng ta sẽ cùng bình luận xem là các bạn thích ai nhất nha. Đây, nhân vật số 1. Số 2 ha. Đây là số 2 nha. Số 3, số 3 dễ thương quá à, chị nhìn cái mặt cưng cưng người ta. Số 4, 5, ai thích số 5 không, trời đại thỏ nè. 6 nè, tóc hai màu luôn. 7 nè, dễ thương. 8, trời bác sĩ đáng yêu quá. 9, thôi hơi bị ô về nha, tại chị nè, cái này tại chị nè. 10, wow, cái này rất thật. 11, công chúa Disney. Rồi đến là 12, trời ơi quá dễ thương, như vậy là tổng 12 cô luôn chứ không phải 7 cô nha. Đó, rất là đẹp luôn. Còn video của chị thì đến đây là cũng đã kết thúc rồi đó. Các bạn thấy hay không và thấy đẹp không thì cho chị một like và một đăng ký thành viên kênh nha. Còn bây giờ thì bye bye, chào tạm biệt.